Anh nhạt thôi vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là nói dối ngày
Bye.
Dù anh có níu kéo em cũng xa thôi. Nhanh thế, chó lợn này. Còn mẹ ghê phải luôn. Địt mẹ ghê phải luôn nhờ. Đấy, Joker nó hành, Joker nó hành vãi lồn. Joker cặc. Địt mẹ cà ép như con chó này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chàng trai đầy lòng nhắm mắt lá thư cuối cùng nói thành lời rồi khi em khóc.
Ít mẹ mày, ép cút. Bố ra lên quần gọi lộn. Chủ đeo có giữ thì mẹ dừng ngu vãi lồn.
Óc cái đít mẹ tụi mày nhá. Ít con mẹ ôm đi chỗ nào vậy? Thank you.
Hách nào đấy con ạ? Ờ đánh tí nữa vào nha. Đánh tí nữa đọc ID cho mà vào nha. Đánh thì tôi đọc ID cho mà vào. Cố gắng xem hết trận nha. Châu thế. Ờ đang xem à. Ủa định châu quá. Mất thằng Slim nó này đi con mẹ. Hành quá nhỉ. Hay lắm. Tên gì rồi? Học. Vâng. Bây giờ rồi à? Xong chưa? Làm xong chưa? Ok tí nữa chơi nhá. À, ông đánh con gì vậy? Đăng ký kênh cho tôi chưa? Đăng ký kênh cho tôi với. Gờ ngủ chưa em?
chết rồi, kéo lộn rồi, kéo lộn rồi. Niu niu cầm anh nhá, không cầm anh bên nào nhỉ? Tôi đánh với ông nhỉ? Ăn lộn rồi. Giết, ô đi mẹ chạy kìa, thôi bỏ. Sẽ chỗ văn này, giết. Ui giời, ui giời. Ảo vài lồn. Ảo vài lồn luôn. Thôi bỏ đi. Ui giời ơi, địt mẹ thằng bé chim. Bé chim TV. Địt mẹ bé chim TV. Đánh được. Giờ ngủ chưa em? Kéo ngủ quá. Ít đánh kéo nên là kéo hơi ngu. Mày hết bay đấy con. Con trai của bố hết bay nhá. Xem chúng. Bỏ đi. Nồi. Bùm. Dạ. Mấy giờ? Là tao to à? Lấy nhiều không? Đâu bây giờ có. Ừ, dài xíu nữa là trúng rồi đấy. Ô rừng farm đéo bằng thằng hóa lốc rồi. Hóa lốc farm ghê đấy. Được rồi, kéo ngủ thế.
Vào đi ông ơi, vào đi, vào đi. Đám cù à? Tôi vào đi. Ô anh ơi, tôi đánh trước nha. Rồi đi tem củ tí. I'm not afraid to
Thank you.
Say trẻ à?